Hơn 10 năm nay, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Tam Bố, huyện Di Linh luôn mong mỏi có một con đường mới. Thế nhưng sự chờ đợi hy vọng đó cứ xa dần khi con đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đó là tuyến giao thông liên thôn dài hơn 5 km của thôn 4, thôn 5 và phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp Tam Hiệp Di Linh. Những hình ảnh này đã quá quen thuộc với người dân thôn 4, thôn 5 của xã Tam Bố, huyện Di Linh. Không thể hình dung, đây lại được gọi là đường. Lầy lội, ổ voi, có những đoạn lún gần cả mét. Người dân gần như bất lực mỗi khi lưu thông qua lại. Hư lâu rồi, nhưng mà mỗi năm là mỗi năm nào cũng đều sửa hết. Kêu xe máy cài rồi một người có một nhà 50-100 ngàn để làm. Sự lúc nào cũng đi một hai chuyến lại hư lại. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân địa phương nhiều lần phản ánh đề nghị nhà nước đầu tư cho bà con một con đường mới để lưu thông. Nhưng mong mỏi ấy đến giờ vẫn chưa thành hiện thực. Không phải là xuống cấp, đường này là nó hư hạn. Nhưng mà quyết định là hơn 20 năm. Nhưng mà nhiều cái là tôi thì cũng tham gia để họp với là tiếp xúc cử tri là hội đồng xã rồi huyện rồi tỉnh rồi quốc hội, nhưng mà đã kiến nghị đã lâu rồi, nhưng mà về điều kiện là chưa có ai trả lời. Xã Tam Bố, huyện Di Linh hiện đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù tiêu chí phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn được đầu tư, nhưng với người dân ở đây, nông thôn mới là phải có đường mới. Vì vậy không thể tồn tại một con đường như thế này được. Đã vào cái vùng nông thôn mới đó, không chấp nhận được cái con đường như thế này được. Con đường đang xuống cấp, chúng ta mà không làm được con đường mới đó, là cái hướng vào nông thôn mới là chắc không hoàn thành được. Tội nhất là cái những hộ dân trong này nè, học sinh đi học đi tới lui nó rất là khó khăn. Được biết năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường này, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Trước sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đường, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Di Linh tiếp tục có tờ trình đề nghị tỉnh Lâm Đồng cấp kinh phí trên 26,5 tỷ đồng để triển khai, nguồn vốn được phân kỳ trong 3 năm. Tuyến đường này là tuyến độc đạo của hai thôn đồng bào dân tộc thiểu số là thôn 4 và thôn 5. Thì qua rất nhiều đợt tiếp xúc cử tri thì bà con nhân dân thì cũng đã rất kiến nghị rất nhiều lần để xin được đầu tư và nâng cấp con đường này để phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân. Và được biết thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương để được đầu tư nâng cấp tuyến đường này. Tuy nhiên thì vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện đầu tư. Việc này thì là rất gây rất nhiều bức xúc cho bà con nhân dân. Được biết công trình do công ty lâm nghiệp Tam Hiệp Di Linh làm chủ đầu tư. Ngoài phục vụ việc đi lại của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, thôn 5 của xã Tam Bố, tuyến đường này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng của địa phương. Trong khi đang chờ một con đường mới, thì người dân nơi đây, nhất là con em trong vùng, mỗi khi đi học, tiếp tục phải chịu sự khó khăn vất vả mỗi khi qua lại trên tuyến đường này.